con ngồi một mình vậy? Chị đi đâu? Sao mà áo cũng hết cả cúc rồi này, cái này xem nào. Cái này cúc lại cho con nhé. Chị đi đâu rồi? Hay là chờ đợi này chị Bi có phòng rồi? Mẹ cài cúc lại nha. Chị Bi có đi đâu? Chị Bi có nói con không? Hả? Có nói con không? Bi ơi! Bi ơi! Mẹ vô đây! Bi đâu nhở? Con ngồi đây, con đợi mẹ đi tìm chị Bi đã nào. Ngồi đây đợi mẹ tí nha, mẹ đi coi chị Bi ở đâu nhá. Bi ơi! Chơi với Sari không kìa? Sao mà mày nằm trong đây đuổi hủi với một mình mẹ ấy? Sao mẹ hỏi không trả lời? Sao? Giận mẹ? Giận mẹ? Hả? Sao lại giận mẹ? Mẹ có làm gì đâu. À, ý là nãy muốn phụ mẹ nhưng mà mẹ không cho, xong rồi mẹ bảo đi vô nhà, thế là giận mẹ đúng không? Đúng không? Phải, có phải thế không? Ôi trời ơi, mặc lên lên kìa. Ôi trời ơi, mặc lên kìa, mặc lên kìa. Hả? Thôi mẹ xin lỗi nhá. Có giận mẹ nữa không? À, hay mình lấy sữa nhá. Mẹ có sữa kìa. Uống không? Có uống sữa không? Không á. Vẫn giận á. Thôi cho mẹ năn nỉ mà. Mẹ xin lỗi nha. Tại trời lạnh lắm. Mẹ không muốn con đi ra ngoài trời gió lạnh á nha. Chứ không phải là mẹ không thương con đâu, mẹ muốn con giúp mẹ mà, con giúp mẹ nhiều việc mà nha. Mẹ yêu nhá, mẹ yêu mẹ thương nhá. Không giận mẹ nữa nhá. Ôm mẹ một cái, hôn mẹ một cái nào. Hôn mẹ cái đi. Đi mà năn nỉ á. Đi năn nỉ hôn mẹ cái nào. 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 Đi. Ôi dồi ôi, mẹ thương nha, mẹ xin lỗi á. Nào hôn mẹ cái nào. Hôn mẹ cái đi, hết giận nào. Đi. Năng nỉ à, hôn mẹ nào, hôn mẹ đi. Ôi, giỏi quá. Mẹ hôn con nhé. Giỏi quá, không giận mẹ nữa nha. Được không? Đi đây mẹ lấy sữa cho con với Mon nhé. Mẹ cho Bi uống sữa nhé. Cho Bi cho Mon uống sữa nhé. Giải thích. Đúng rồi. Con đi Mon với chị Bi không? Con nâng cao cái bình lên. Rồi, Bi hết giận mẹ nha. Rồi mẹ qua mẹ đỡ giúp chờ dỡ cho Sari kìa. Này con ở đây. Ý trời ơi trời, Sari cho một uống sữa tràn với hết cái nồi của cái nệm của mẹ rồi. Rồi con đỡ cái tay xuống, đúng rồi. Con nâng lên cho em. Đúng rồi, Sari giỏi quá, Sari lớn giúp đỡ mẹ rồi đó. Ngon không Bi? Không giận mẹ nữa nhé. Sari giỏi quá. Mẹ cảm ơn Sari nhé. Con yêu em không? Con yêu Mon không? Con vui. À, con vui. Ngon không Bi? Con cầm mẹ em đi. Con cầm mẹ em đi. Hồi nãy chị cô Bi giận mẹ. Achi. Bi ngồi đây với mẹ. Ngồi đây. Sari cho em Mon uống thì mà đổ tùm lum hết à.